Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hey, xin chào bạn đến với kênh CD Hay Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình đã toàn đây. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho bạn cái nội dung đầy đủ nhất về những cái nguyên nhân mà khiến cho video của bạn sẽ bị vàng tiền, và mình sẽ chia sẻ nhanh những cách khắc phục và các bạn sẽ thành công, các bạn sẽ có thể sanh tiền trở lại. Và nếu như các bạn vi phạm thì cái việc sanh tiền nó sẽ rất là khó nha. Nhưng nếu như các bạn làm đúng mà các bạn bị vi phạm nó oan á, thì chúng ta sẽ có thể kháng cáo lại và sanh tiền bình thường. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Video này các bạn để ý nha, những bạn nào đã làm YouTube một thời gian rồi và các bạn đã được bật kiếm tiền rồi thì chắc chắn các bạn sẽ đâu đó gặp cái thời điểm cái video các bạn sẽ bị vàng tiền mà không biết nguyên nhân và cũng không biết cách khắc phục. Thì video này mình xin chia sẻ thật là nhanh và hy vọng là những cái kiến thức này sẽ giúp ích được cho các bạn tìm ra được cái nguyên nhân và cách khắc phục cách nhanh nhất nha. Rồi, cái nguyên nhân mà YouTube sẽ đánh vàng tiền video của các bạn sẽ chia làm hai loại nha, các bạn nhớ cho mình nha, chỉ có hai loại này thôi nha, chứ nó sẽ không có nhiều trường hợp khác đâu. Thứ nhất là đối với một số cái kênh tốt là kênh không vi phạm bất kỳ chính sách nào, không bị lỗi gì hết, không bị cấm cờ, kênh đó là kênh sạch bình thường ha. Trường hợp thứ hai là kênh có lịch sử không tốt. Rồi, mình sẽ nói qua từng trường hợp và cụ thể luôn cho các bạn dễ hiểu nè. Thứ nhất mình sẽ nói về trường hợp một, kênh tốt nha. Rồi, khi kênh tốt thì chúng ta vẫn có thể bị YouTube đánh vàng tiền nha các bạn, chứ không phải là kênh xấu của các bạn mới bị nha. Thứ nhất, khi các bạn bị vàng tiền, các bạn hãy xác định xem kênh mình đang là kênh tốt hay là kênh xấu, có lịch sử xấu nha. Rồi, khi các bạn xác định được cái trường hợp đầu tiên rồi thì các bạn sẽ đi nhỏ vào cái phần bên trong nha. Nếu là kênh tốt thì cái lỗi này có thể do bạn vi phạm chính sách về nội dung. Nhớ nha các bạn, YouTube nó có một cái chính sách để nó quyết định là cái video các bạn có được sanh tiền hay không. Và cái chính sách này nó áp dụng cho tất cả cái kênh YouTube luôn, không riêng gì những kênh được duyệt kiếm tiền hay là kênh không được duyệt, tất cả các kênh luôn. Nếu như kênh bạn đã làm YouTube thì những cái chính sách này nó đều áp dụng cho kênh của các bạn. Và những cái chính sách về nội dung này nó rất là rộng nha, nó về tiêu đề video nè, rồi ảnh đại diện nè, về nội dung bên trong. Các bạn nhớ nha, nếu như các bạn không biết thì các bạn có thể lên YouTube các bạn tìm, hoặc là các bạn lên Google các bạn tìm chính sách bật kiếm tiền của YouTube, nó đều có rất là rõ trang sức bọt của YouTube luôn. Ở trong đó nó có nói về cái cách đặt tiêu đề, không có dùng những cái ngôn từ nó cấm. Rồi ảnh đại diện cũng vậy ha, không có dùng những cái từ ngữ quá nhạy cảm hoặc là nó quá phản cảm. Về nội dung cũng vậy ha, không làm những cái video bạo lực rồi gây hiểu nhầm, những cái video nội dung cấm gây hại cho người khác rất nhiều, các bạn có thể tham khảo. Và những cái này là lỗi nhẹ là YouTube sẽ hạn chế kiếm tiền, nặng là tắt kiếm tiền, và nguy hiểm hơn là nó khóa kênh YouTube của các bạn luôn, các bạn nhớ nha. Rồi, đó là trường hợp thứ nhất, trường hợp đầu tiên là của kênh tốt nha. Rồi, khi các bạn không vi phạm cái vấn đề này thì các bạn sẽ rơi vào trường hợp này, và cái này là cái chúng ta gặp rất nhiều và kênh của mình đã gặp rất nhiều cái loại này. Đó là YouTube sử dụng cái thuật toán AI, trí tuệ nhân tạo, để tự động quét cái nội dung của các bạn, quét về các cái tiêu đề, ảnh đại diện, nội dung, xem các bạn có vi phạm cái lỗi thứ nhất hay không. Và thường cái gì tự nhiên, cái gì nó không phải là con người kiểm chứng thì nó thường có hay có lỗi ha. Và YouTube cũng sẽ không ngoại lệ. Ở cái video trước mình có chia sẻ cho các bạn rồi ha, cái YouTube đã dùng cái trí tuệ nhân tạo để quét và xóa một số kênh YouTube lừa gạt gì đó. Nhưng đó cũng rất nhiều kênh bị xóa lầm. Nếu như các bạn quan tâm có thể tìm lại cái video trước mình đã chia sẻ nha. Thì cái thuật toán này nó sẽ làm cái video các bạn bị vàng tiền ngay luôn sau khi các bạn up lên, mà không đợi thời gian mà nó sẽ vàng tiền liền cho các bạn thấy luôn. Cái này thường là bị tự động ha, về mặt nội dung hình ảnh. Nếu các bạn đang làm những cái video về dịch bệnh COVID ha, thì
thì chắc chắn up lên là vàng tiền, up lên là vàng tiền. Thì các bạn cũng biết nguyên nhân rồi đúng không? Thì qua cái nội dung này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Những cái này là YouTube cấm, các bạn không thể nào săn tiền được ha. Rồi, đó là cái trường hợp thứ nhất kênh tốt. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách làm như thế nào để săn tiền trở lại đối với trường hợp kênh tốt này nha. Nếu như các bạn đang rơi vào cái này thì các bạn rất là may mắn, bởi vì kênh các bạn đang có trạng thái tốt thì cái việc săn tiền trở lại nó dễ hơn nhiều. Thứ nhất, cái lỗi này các bạn phải cố gắng đừng làm video vi phạm chính sách về nội dung của YouTube nha. Đáp ứng cái này cho mình, cái này quan trọng nhất. Rồi cái thứ hai, nếu như bị tự động như thế này thì các bạn hãy vào đổi ngay tiêu đề, ví dụ như làm dịch bệnh hay cái gì đó, bỏ cái từ đó đi, bạn đặt một cái từ khác nó đồng nghĩa và nó cũng tương đương là được. Rồi ảnh đại diện cũng vậy ha, bỏ ra những cái ảnh mà nó quá nhạy cảm đi. Trong nội dung của bạn, những cái từ ngữ hoặc là những cái khúc nào các bạn thấy không ổn thì mạnh tay xóa nó đi. Các bạn có thể sử dụng công cụ có sẵn của YouTube, nó xóa luôn cái phần đó và các bạn không cần phải up lại video. Thì mình chắc chắn với các bạn rằng nếu như các bạn làm đúng như vậy thì các bạn hãy chuyển cái video này về riêng tư. Sau 1 đến 2 ngày các bạn bật cái video này public trở lại và bật kiếm tiền trở lại thì các bạn sẽ thấy cái video các bạn nó sẽ tự động nó xanh tiền ra. Mình đã làm thành công rất nhiều lần rồi. Rồi đó là trường hợp thứ nhất, trường hợp kênh tốt. Và trường hợp thứ hai là nó trầm trọng hơn, nó nguy hiểm hơn. Thì kênh chúng ta có lịch sử không tốt, đó là những kênh mà vi phạm cấm cờ nhiều quá, vi phạm bản quyền nội dung nhiều quá, thì khi các bạn up lên thì tự động YouTube nó cũng sẽ để vàng tiền ha. Thì bởi vì cái kênh của bạn nó đã vào danh sách là những cái kênh xấu rồi. Và cái này á, cách kháng cáo nó là 50-50 thôi, nó cơ hội các bạn được sanh tiền trở lại nó sẽ rất là khó hơn ở trên. Nhưng chúng ta vẫn thử thôi. Để sanh tiền thì rất đơn giản, các bạn cũng làm như cái trường hợp thứ hai này. Các bạn hãy kiểm tra lại tiêu đề, ảnh đại diện, nội dung bên trong. Sau đó hãy tắt kiếm tiền đi và để cái video này về riêng tư. Về riêng tư nha, khoảng một tuần sau, các bạn nhớ nha, cái điều này quan trọng nè. Một tuần sau chúng ta hãy vào, chúng ta public cái video này lại và chúng ta có thể bật kiếm tiền lại xem cái trạng thái kiếm tiền cái video này nó có thay đổi hay không. Đó, thì nếu như may mắn thì cái video này các bạn sẽ được săn tiền ha. Và các bạn so sánh hai trường hợp này, cái khác biệt của hai cái trường hợp này là đối với kênh tốt thì các bạn để video về riêng tư, sau khoảng 1 đến 2 ngày là chúng ta có thể bật trở lại để xem cái video nó có săn tiền hay không. Còn cái trường hợp kênh xấu thì chúng ta phải đợi 1 tuần ha. Đó là hai cái khác biệt lớn nhất của hai trường hợp này. Ok, thì hy vọng rằng cái chia sẻ ngắn này của mình sẽ giúp cho các bạn có thể biết được cái nguyên nhân thật sự kênh các bạn bị vàng tiền và khắc phục nha. Nếu như các bạn có đóng góp gì về cái nội dung mình chia sẻ trong cái video này, có thể comment ngay bên dưới video này. Và nếu như các bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một nhấn nút subscribe đăng ký kênh nhé. Và hẹn các bạn ở video sau, mình sẽ chia sẻ thêm nhiều cái điều hay về YouTube. Chúc các bạn thành công và kiếm được nhiều tiền trên YouTube nhé. Xin chào.